Hello, chào bạn, quay trở lại trang xong khoa sầm vlog. Hiện tại trên cái máy mình mọi người thấy không, chỗ này mình đã có liên quân rồi. Nhưng để mọi người mà máy mọi người không tải được liên quân thì mình có thể chơi ở đâu? Thì mình có đơn giản thôi, mình có thể vô Facebook đó, mọi người chọn ba chấm nè đó, vô tiếp theo là gì, rồi chơi game, anh em tìm cái chỗ liên quân đó, nó sẽ tải liên quân cho mình. Và đây là cách chơi game liên quân mà bạn này bạn like nha mọi người. Bạn này chơi match rất nhỏ và chơi rất nhanh, chỉ khoảng 3 đến 4 phút là xong rồi mọi người. Đó, đây là đơn giản thôi, để mình chơi liên quân thôi. Giờ mình sẽ chơi luôn. Đó, vô đó mọi người. Work. Nó sẽ quay nhỏ như vậy. Mấy anh em nào chỉ có Facebook là chưa được rồi mọi người. Tại Facebook giờ là chơi ok rồi. Đó. Vô làm trận đó buồn, giống như mình chơi kia khoảng 15 phút thì mình vô chơi 45 phút, mình chơi này cho nó tiện. Thoải mái chơi. Engage.
Thank you.